Rồi, bây giờ tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái phần main out. Thì cái đường main out này chính là hai cái cổng led right để đi xuống cái cục đẩy của mình đó. Nó rất là quan trọng nha anh em. Thì nó cũng có một cái EQ 7 cần. Đây, EQ 1, 2, 1, 2. Đó, anh em thấy khi mình kéo nó sẽ thay đổi. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 1, 1, 1, 1. Đó, anh em thấy không? Thì thường EQ thì anh em nhớ là cái nguyên tắc là tăng rộng mà giảm hẹp nha. Khi tăng á, thì cái góc Q này, này, cái Q này, nó rộng một chút. Nhưng mà khi giảm á, anh em sẽ giảm hẹp. Tại sao? Ví dụ mình sửa cái Q này thành 5, là cái độ rộng đó. Độ rộng như vậy nó sẽ hẹp lại. Nhưng mà nói gì nói, miễn làm sao anh em chỉnh thấy hay là được. Nguyên tắc là nguyên tắc, nhưng anh em miễn thấy nó ok là được. Rồi, cái phần HBF, LBF thì mình cũng đã nói nhiều rồi. Nhưng mà mình cũng giới thiệu sơ qua cho anh em dễ hình dung. Thì đây, cái HBF, LBF là mình lấy cái đoạn giữa, có nghĩa là đoạn chặn trên, đoạn chặn dưới. Một đoạn là để chặn phía dưới này, đoạn chặn phía trên, cắt bỏ trên, cắt bỏ dưới, lấy đoạn giữa. Thì ở đây ví dụ để từ 54 cho tới 13.756. Vậy thì cái tần số nó chỉ sử dụng ở 54 Hz đến 13.756 Hz. Nó lấy cái đoạn chính giữa hàng này. Còn những đoạn trên nữa, những đoạn trên 13.000 này, nó sẽ bỏ, nó không vào. Đây, mình sẽ thử cho anh em nghe nha. Ví dụ mình kéo lên này, kéo này, kéo này. Anh em thấy tiếng nó mỏng dần không? Là những tần số, ví dụ kéo lên 1.600 rồi, thì là cái tần số đó nó mất hết rồi. Mất hết mình trả lại nè. Rồi, mình kéo, mình bỏ tần số cao này. Bây giờ nó chỉ còn bass thôi. Kéo lên từ từ này. Kéo lên này. Đó, thì đó, nó thể hiện hết nè. Nó rất là đơn giản, không có gì hết. Rồi, còn ở đường output thì có cái âm lượng cho từng kênh, trái phải, phía dưới là delay để tính độ trễ. Độ trễ này, độ trễ hay đó, khi anh để canh cái độ trễ giữa các loa với nhau cho nó phù hợp. Rồi, ở đây nó có cái mục là cái volume mix ở trong cái đường led right này này, thì anh em muốn cái âm lượng mix là bao nhiêu, music là bao nhiêu, và reverb này bao nhiêu, echo bao nhiêu, đó là do mình. Và nó riêng biệt hết, đường đường main out mình muốn vào bao nhiêu, đường surround, đường center mình muốn vào cho cái nào nó bao nhiêu là nó riêng biệt hết. Bởi vậy cái dòng này mình làm FX thì rất là ok luôn. 1, 2. Đó. Rồi, cái phần compressor thì nếu anh em không rành cứ để mặc định là ok. Rồi, cái phần này thì lúc nãy mình đã nói rồi. Rồi, tương tự như vậy thì những cái đường surround, đường center là nó hoàn toàn giống nhau. Nó giống nhau. Để mình ngắt cái vợt lại. Đó. Rồi, cái subwoofer thì cái phần subwoofer á thì thường là cái tần số mà thường cắt tầm khoảng trên dưới 100 đối với là phía tần số phía trên, còn phía dưới thì trong tầm trên dưới 30 Hz, thì trong cái sub nó sẽ đáp ứng trong cái khoảng này. Còn ví dụ mình kéo quá là nó lọt tiếng ca, nó lọt tiếng ca vào luôn. Đó. Còn đối với sub điện thì nó đã có cắt trên sub điện rồi. Còn những mà anh em chơi sub hơi á, cái này nếu mình kéo mà đến vài trăm hẹt là chắc chắn tiếng ca nó bị lọt vào rồi. Rồi ngoài ra nó cũng có EQ. Thì anh em có thể tăng giảm, ví dụ những bass, bass mềm là mình tăng ở những đoạn bass thấp này. Còn mà bass mà hơi cứng á, anh em kéo cái EQ ra tăng những đoạn bass khúc cao cao này, này, tăng nhẹ lên tí. Phần EQ thì cũng giống như tất cả của những kênh khác. Rồi, bây giờ mình tới phần system. Thì cái trong phần system này, cái mục đầu tiên là cái mục mà âm lượng. Thứ nhất là âm lượng giới hạn tối đa. Ví dụ như mình giới hạn âm lượng nhạc là 59 và mid 56. Thì cái nhạc ở trên đây anh em kéo chỉ tới 59 chứ không lên được nữa. Không có ai tăng lên được nữa. Và phần mid mình để 56 thì chỉ kéo lên được 56 thôi, chứ cũng không được lên nhiều nữa. Đó. Rồi cái phần
bên này là cái phần âm lượng, khi mà cái van mình tắt mình mở lên thì nó sẽ chạy theo cái âm lượng này. Ví dụ giờ mình để nhạc 35, mid 38 và phần FH là 38. Rồi vậy thì khi mình lưu lại, mình tắt đi, mình chỉ cần bật cái van số lên, ngay lập tức nó sẽ chạy làm nhạc 35, mid 38 và FH 38. Ngoài ra thì ở đây nó còn có cái mục là lock key, có nghĩa là khóa bàn phím. Cái bàn phím phía trước của cái van, mặt trước van số đó, nút cứng đó anh em, thì mình muốn cho nó lock lại. Rồi ai đó mà tới chỉ can thiệp được mỗi tăng giảm volume thôi, còn những cái mục khác sẽ không can thiệp được. Mà nếu muốn can thiệp được, bắt buộc phải nhập mật khẩu để mở ra. Password của nó là 4 số 0 nha anh em. Cái password là 4 số 0. Mình chỉ nhập password vào rồi mình có thể chuyển lock hoặc unlock. Nếu mình unlock xem như là không khóa là mình có thể bấm toàn bộ nút phía trước. Còn mình bấm lock là khóa, là chỉ thao tác được tăng giảm âm lượng ở phía trước thôi. Và tiếp theo là phần admin mode, là cái mật. Phần này là khóa hệ thống. Cái này thì chắc có lẽ là mình nghĩ là anh em cũng không nên sử dụng. Sau khi mà mình dùng rồi mình quên mật khẩu, mình đổi mật khẩu mình quên đó, thì nó rất là phiền. Còn ở đây là cái phần tên của Bluetooth khi nó phát ra. Ví dụ như anh em tên, anh em lấy cái tên của mình hay là lấy cái gì đó anh em nhập vào rồi bấm chữ modify, thì cái Bluetooth nó phát ra sẽ có tên mà mình mới nhập vào. Thì ở đây ví dụ như mình nhập phối nhạc thì nó sẽ hiện phối nhạc ở đây. Rồi, còn mục này là mục lưu và gọi cấu hình. Thì ví dụ như hồi nãy giờ mình chỉnh xong đúng không? Bây giờ mình muốn lưu. Vậy thì bây giờ mình bước đầu tiên mình phải chọn là mình sẽ lưu vô cấu hình máy. Ở đây nó có 10 mod. Vậy thì mình muốn cái mình đang chỉnh này lưu vào mod số mấy. Ví dụ như ở đây mình lưu vào mod số 4. Rồi, mình đặt tên là CH4. Mình lưu lại. Đợi. Rồi, nó lưu thành công. Vậy là mình đã có cấu hình 4 rồi, với tên CH4 này anh em thấy không? Vậy thì bây giờ mình muốn, mình đang sử dụng cấu hình 4 này, mình muốn gọi cái cấu hình 1 thì mình phải làm sao? Anh em chọn, đầu tiên là mình phải chọn cái cấu hình mà mình muốn gọi. Ví dụ mình chọn cấu hình 1 là phối nhạc. Mình bấm nút record. Rồi. Sau khi mà đã gọi xong thì ở đây ngay lập tức nó đang chạy cấu hình phối nhạc này anh em thấy không? Thì cái đây là cái cách lưu và gọi. Và nó có một cái nữa, đó là gọi cấu hình từ trong máy tính vào van số và lưu cấu hình trong van số để cất vào máy tính. Thì ví dụ như bây giờ mình đang chỉnh, mình thấy rất là ok, mình muốn lưu cái cấu hình này lại để dành trong cái máy tính sau này mình có thể sử dụng thì mình đẩy ra thôi. Thì mình đặt cái tên ở đây, ví dụ là cấu hình phối nhạc. Rồi anh em bấm Save to PC. Vậy là nó đã thêm một cấu hình 3 này anh em. Rồi sau khi mà mình mua một cái công văn mới về, hoặc là mình đã chỉnh tùm lum nó bị sai hết rồi, mình muốn lấy từ máy tính mình gọi mình để mình load vào trong cái văn số, thì cái cấu hình này mình đã, ngày xưa mình đã lưu mình cất rồi, thì bây giờ mình gọi lại, mình chọn, ví dụ ở đây có 3 cấu hình thì mình chọn cấu hình Kara 2 chẳng hạn. Rồi mình bấm upload to equipment, bấm. Rồi nó load thành công. Ok, như vậy là xong. Thì nhưng mà sau khi nó load vào văn số, có nghĩa là cái văn số này đang chạy cái cấu hình mình mới load, nhưng nó chưa lưu nha anh em. Nếu anh em muốn lưu lại thì hãy chọn lưu vào cái mod nào đó, rồi bấm save nó sẽ lưu. Đó, như vậy là đã hoàn thành hướng dẫn sơ lược về cái dòng van số S500 Pro của DB Acoustic. Thì rất là hy vọng anh em hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn nút chuông để có thể xem thêm nhiều clip khác của phố nhạc. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong clip sau.